cho nó thóc cái này. Rồi ok. Lắp đèn cái. Mới mới mà. Nghe nó bay nó chạy mẹ. Hết bình rồi. Rồi. Có đây không đẹp? Nãy không lấy ra rồi văng đâu rồi. Ra đâu cái xác cho đó vậy mà. Ăn bình chưa? Nó kẹp bình bị lỏng á. Dây không nổi rồi. Dây này nó hơi yếu rồi. Rồi. Ngập xăng rồi, đừng đóng xe nữa. Alo. Dạ đúng rồi. Gì cho? Cái bô thôi, nói vậy không có gì đâu. Bơm có chặn luôn không? Không anh, cái máy nó dầu thôi, nó mới xăng lớn thôi. Không anh, phải... Dạ. Cho thẳng á, cứng á. Alo. Móc khỏi chứ nó cháy không vậy. Cái này hơi vô hổm mà, cái này vô hổm để chưng vô hổm mình coi. Tiếp người tiếp tay, thật là ổ đề, có ổ đề.
rồi. À. Alo. Số bụng bụng phải không ta? Bụng bụng phải không? Rồi. Nghe anh ơi. Rồi, tiền cước là 450 ngàn đó anh.